Lịch sử Việt Nam trải hàng ngàn năm phát triển với hơn 100 đời vua nối nhau trị vì. Có nhiều câu chuyện kỳ thú, khó tin liên quan đến các vị vua nước Việt mà không mấy người biết được. Xin giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài Những điều lý thú về các vị vua Việt Nam của tác giả Lê Thái Dũng trên báo bi.net.vn. Những điều lý thú về các vị vua Việt Nam. Sau khi đánh bại cuộc xâm lược Đại Cồ Việt của nhà Tống, đầu năm Nhâm Ngọ, năm 982, vua Lê Đại Hành đã lập Thái hậu Dương Vân Nga của triều đình Đinh làm một trong năm hoàng hậu của ông, phong hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Theo thần tích, Hoàng hậu Dương Vân Nga có cô con gái tên là Lê Thị Phất Ngân, được vua đã gả cho điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn. Vua Lý Thái Tổ là con rể vua Lê Đại Hành. Ít người biết rằng Lê Đại Hành, vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, lại là cha vợ của Lý Thái Tổ, vị vua sáng lập nhà Lý. Theo chính sử, sau khi đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược Đại Cồ Việt của nhà Tống, đến đầu năm Nhâm Ngọ, năm 982, vua Lê Đại Hành đã lập Thái hậu Dương Vân Nga của triều Đinh làm một trong năm hoàng hậu của ông và phong hiệu cho bà là Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Chính sử không cho biết Lê Đại Hành và Hoàng hậu Dương Vân Nga có bao nhiêu người con, nhưng theo các thần tích ở cố đô Hoa Lư thì hai người có một cô con gái tên là Lê Thị Phất Ngân. Khi đến tuổi trưởng thành, vua đã gả công chúa Phất Ngân cho điện tiền chỉ huy sứ Công Uẩn, người sau này trở thành người khởi nghiệp dựng lên vương triều Lý. Hiện nay tại đền vua Lê ở Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, bên trái hậu cung thờ vẫn còn ban thờ công chúa Phất Ngân. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc phối thờ cùng vua cha và mẹ cho thấy công chúa phải có công tích đức hạnh nổi tiếng mới được nhân dân đánh giá tôn vinh như vậy. Ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý năm 1000, tại kinh đô Hoa Lư, công chúa Phất Ngân hạ sinh một người con trai đặt tên là Lý Phật Mã. Tháng 9 năm Kỷ Dậu năm 1009, Lý Công Uẩn được quần thần nhà Tiền Lê tôn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lý. Lúc này công chúa Phất Ngân trở thành một trong số những hoàng hậu của vua. Tháng 3 năm Mậu Thìn năm 1028, Lý Thái Tổ mất, để lại di chiếu truyền ngôi cho con trường là Thái tử Lý Phật Mã. Thái tử lên ngôi, tức Lý Thái Tông, đã tôn phong mẹ mình làm Linh Hiền Thái Hậu. Người ta cho rằng vị hoàng đế từng có tuổi thơ 10 năm gắn bó với vùng đất cố đô trước khi về với Thăng Long, nên Lý Thái Tông sau này xây chùa một cột, đền Đồng Cổ, đền Phạm Cự Lượng ở Thăng Long, đào kênh Lẫm, đầm Lẫm ở Thần Phù Hoa Lư và thực hiện nghi lễ cày ruộng tịch điền đều noi theo truyền thống từ thời ông ngoại của mình là vua Lê Đại Hành. Trần Anh Tông dạy con cách ăn cơm. Trần Anh Tông là vị vua thứ tư của triều Trần. Ông tên thật là Trần Thuyên, lên ngôi tháng 3 năm Quý Tỵ năm 1293. Làm vua 21 năm từ năm 1293 đến năm 1314 thì nhường ngôi cho con là Trần Mạnh, tức Trần Minh Tông, để lên làm Thái Thượng Hoàng 6 năm từ năm 1314 đến năm 1320. Sử sách đánh giá ông là vua khéo biết kế thừa, cho nên thời cuộc đi tới thái bình, chính trị trở nên tốt đẹp, văn vật chế độ ngày càng thịnh vượng, cũng là bậc vua tốt của triều Trần. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bộ sách sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại một câu chuyện lý thú về việc Trần Anh Tông dạy con là Trần Minh Tông cách ăn cơm như sau. Thượng Hoàng có lần ban bữa ăn cho vua. Vua nhai rất kỹ. Thượng Hoàng nói: đàn ông phải ăn như rồng nuốt cọp cắn, cần gì phải nhai kỹ. Khi ban bữa ăn cho các vương hầu, Thượng Hoàng cũng bảo như thế. Lê Tương Dực và mối liên hệ lạ lùng với Quốc Tử Giám. Lê Tương Dực là vị hoàng đế mà thời kỳ ở ngôi của ông chia làm hai giai đoạn tốt và xấu. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết như sau: vua khi mới lên ngôi ban hành giáo hóa cẩn thận hình phạt, cũng đáng gọi là có làm.
song ham chơi mà không quyết đoán, việc thổ mộc bừa bãi, nhân dân thất nghiệp, trộm cướp nổi dậy dẫn đến nguy vong là bởi ở đấy. Một trong những việc làm được đánh giá có ý nghĩa là vào giữa năm Tân Mùi, năm 1512, Lê Tương Dực sai Nguyễn Văn Lang trung tu Sùng Nho Điện ở Quốc Tử Giám và hai giải vũ, sáu nhà Minh Luân, nhà bếp, phòng kho, cùng làm mới hai nhà bia bên Đông và bên Tây. Mỗi gian đặt một tấm bia bên tả, một tấm bia bên hữu. Năm này dựng hai nhà bia để tên các tiến sĩ khoa Ất Sửu năm Đoan Khánh thứ nhất và khoa Mậu Thìn năm Đoan Khánh thứ tư. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Một đại thần được vua sai viết bài văn trên bia tiến sĩ là Thượng Thư Đông Các Đại Học Sĩ Nhập Thi Kinh Diên Đỗ Nhạc, đã có những dòng ca ngợi vua như sau: Thánh học ngày càng cao minh, thánh đức ngày càng thuần túy. Hơn nữa, đến nhà thái học hỏi về đạo trị nước, ra nơi điện đình thi chọn bọn học trò, then máy cổ võ lại càng chu đáo lắm. Đã sai quan trùng tu Quốc Tử Giám và làm mới nhà bia, lại nghĩ tới hai khoa Ất Sử Mậu Thìn chưa có dựng bia, liền sai quan khắc bia soạn ký để dựng lên. Như vậy có thể thấy được cái ý tôn sùng đạo học, khuyến khích hiền tài sâu sắc dường nào. Tuy nhiên có một điều oái oăm là mấy năm sau đó, số phận của vua Lê Tương Dực lại kết thúc cũng chính ở Quốc Tử Giám, mà nguyên nhân xuất phát từ chính sự ham chơi, thích xây dựng đền đài của ông. Đầu tháng 4 năm Bính Tý năm 1516, Trịnh Duy Sản giết vua ở cửa nhà thái học. Trước đây Duy Sản vì nhiều lần can ngăn trái ý vua bị đánh bằng trượng, Duy Sản mới cùng với bọn Lê Quảng Độ, Trình Chí Dâm mưu việc phế lập Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sau đó những người này đem hơn 3.000 quân đánh vào cung Bắc Thần. Lê Tương Dực nghe tin có biến liền cưỡi ngựa tắt qua cửa nhà thái học tức Quốc Tử Giám thì bị Trịnh Duy Sản ngăn lại, rồi sai võ sĩ dùng giáo đâm vua ngã xuống rồi giết chết. Lê Ý Tông định lệ ai nộp tiền sẽ được làm quan. Việc mua bán quan tước trước thời hậu Lê đã diễn ra, nhưng vào giai đoạn Lê Trung Hưng loạn lạc xảy ra liên miên, vua chúa chỉ ham cảnh sống xa hoa khiến cho ngân khố quốc gia lúc nào cũng thiếu hụt. Nghiêm trọng nhất là thời chúa Trịnh Giang chuyên quyền bạo ngược, thực quyền nhà Lê giai đoạn Trung Hưng đều nằm trong tay chúa, vua chỉ là hư vị. Tuy nhiên, nhiều quy định tai tiếng được ban hành lại nhân danh vua, khiến không ít vị hoàng đế nhà Lê phải chịu tiếng oan, như trường hợp của vua Lê Ý Tông. Cuối năm Bính Thìn năm 1736, triều đình dưới thời vị vua này định lệ ai nộp tiền thì được bổ làm quan, cho quan văn võ cùng trăm họ nộp tiền sẽ được bổ chức phẩm. Chức quan cao hay thấp, việc nhiều hay ít đều tùy theo số tiền nộp nhiều hay ít mà bổ khác nhau. Triều ban quan lục phẩm trở xuống, ai nộp tiền 600 quan thì được thăng chức một bậc. Dân gian ai nộp tiền 2.800 quan thì được bổ thực chức tri phủ, nộp 1.800 quan bổ thực chức tri huyện. Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Tuy nhiên, một bộ sử thời Nguyễn thì không nói rằng đó là lệnh từ vua Lê Ý Tông, mà chỉ thẳng rằng đó là ý của chúa Trịnh Giang. Giang hạ lệnh quan và dân ai nộp tiền sẽ được thăng chức hoặc bổ làm quan. Lúc ấy Giang chơi bời xa xỉ phóng túng, của cải ngày một hao mòn, bán quan mua tước không việc gì hắn không làm. Vì thế mà sau này sinh ra họa loạn. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Lê Thuần Tông và mối duyên tình với con gái ông thợ vẽ. Đời Lê Dụ Tông đã tuyển được một người thợ rất giỏi vào cung phụ trách việc trang trí nội điện, đó là ông Đào Thúc Kiên, quê ở làng Thọ Vực, huyện Văn Giang, phủ Thuận An, Thừa Tuyên, Kinh Bắc, nay thuộc xã Bảo Vực, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Do vừa phải trực tiếp vẽ, pha màu, lại phải trông nom nhiều việc trang trí, thiết kế, nên Đào Thúc Kiên xin phép vua cho con gái của mình là Đào Thị Ngọc Nhiễm được mang cơm rượu vào cung cho cha, đồng thời phụ giúp thêm cho ông trong việc bút màu. Bấy giờ nghe tiếng về người thợ vẽ tài hoa, hoàng tử Lê Duy Tường rất tò mò muốn xem con người đó thế nào.
Một hôm, hoàng tử đến xem ông Đào Thúc Kiên và toán thợ sơn vẽ trang trí hoàng cung. Tình cờ hôm đó lại gặp đúng lúc cô Nhiễm mang cơm vào. Ngỡ ngàng trước một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng, hoàng tử đem lòng yêu mến, rồi không lâu sau đó đã lấy cô làm vợ. Khi vua Lê Dụ Tông mất, thái tử Lê Duy Phường lên nối ngôi, lấy hiệu là Vĩnh Khánh. Làm vua mới được 3 năm thì đến ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Tý năm 1732, chúa Trịnh Giang kiếm cớ phế truất Lê Duy Phường và đưa em trai của ông là Lê Duy Tường lên làm vua, đặt niên hiệu Long Đức, tức vua Thuần Tông. Trong trở thành hoàng đế, Đào Thị Ngọc Nhiễm lúc này cũng trở thành một hoàng phi. Tháng 4 năm Đinh Dậu năm 1717, bà sinh cho vua một hoàng tử, đặt tên là Lê Duy Diêu, sau được tôn làm vua, đó là Lê Hiển Tông. Minh Mạng lén múa may vì quá hứng khởi. Thời vua Minh Mạng chấp chính, nổ ra rất nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, trong đó có cuộc nổi dậy của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc do thủ lĩnh người Tày là Nông Văn Vân đứng đầu. Lực lượng này giương cờ chống lại triều đình trong thời gian chỉ hơn một năm, từ tháng 7 năm Quý Tỵ năm 1833 đến giữa tháng 10 năm Giáp Ngọ năm 1834, nhưng đã khiến vua quan nhà Nguyễn mất ăn mất ngủ vì quy mô và tầm ảnh hưởng rộng của nó. Sách Bắc Kỳ Tiểu Phỉ chép: Thổ Phỉ Tuyên, Cao, Thái, Lạng, Lam Tràn, chỗ nào cũng có đứa hùng trường mà đều lấy giặc Vân làm chủ. Hay như sách Đại Nam Thực Lục có đoạn viết: Việc nổi dậy là do Nông Văn Vân sướng xuất, tù trưởng các châu đều hòa theo và đều nhận chức quan của Vân. Binh lính của năm tỉnh được huy động để đánh dẹp với quân số lên đến hàng vạn người, rất vất vả mới chiếm được các đồn trại thành lũy của quân khởi nghĩa. Nông Văn Vân trốn vào rừng Thẩm Bát, nay thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Quân triều đình vây kín rồi phóng hỏa đốt rừng. Nông Văn Vân bị thiêu chết, rơi xuống hang đá Thẩm Bát. Bên cạnh xác chết còn có một thỏi vàng và một con dao găm mạ vàng bạc. Bắc Kỳ Tiểu Phỉ. Nghe tin thắng trận, vua Minh Mạng mừng rỡ vô cùng với những hành động rất bất ngờ. Sách Quốc Sử Di Biên cho biết như sau: Mùa đông tháng 10, Nông Văn Vân chết, Cao Bằng được yên. Vân tiến thoái đều cùng đường, bị đốt mà chết. Quan quân chặt lấy đầu, truyền đưa các tỉnh, bắt được mẹ và thê thiếp của Vân đều giải về kinh. Vua mừng lắm, truyền mở tiệc rượu mua vui, sai cung tần quanh tay nhau làm kiệu, rồi vua lén mà múa, hô liền mấy tiếng: Cao Bằng yên rồi, Cao Bằng yên rồi. Trần Minh Tông học đá cầu. Trần Minh Tông tên thật là Trần Mạnh, con thứ tư của Trần Anh Tông. Ông không chỉ nổi tiếng là vị vua tài giỏi mà còn là người rất đa tài, trong đó có tài đá cầu. Những tài năng này của ông có được phần lớn nhờ công dạy dỗ của quan độc bạ là Trần Cụ. Tháng Giêng năm Ất Tỵ năm 1305, lúc bấy giờ hoàng tử Trần Mạnh được phong làm thái tử. Vua Trần Anh Tông đã sai Trần Cụ làm thầy dạy cho vị vua tương lai, bởi ông thấy Trần Cụ tính khoan hậu, cẩn thận, thật thà, giỏi nghề đánh cá, bắn nỏ và chơi cầu. Đại Việt Sử Ký toàn thư: Loại cầu mà thái tử Trần Mạnh sau là vua Trần Minh Tông được học đá, có cấu tạo gần như một quả bóng da. Nó được Trần Cụ làm bằng cách khâu ghép các múi da thành 12 múi cân nhau. Duy ba múi ở miệng cầu là chỗ bỏ cái bóng lợn vào thì hơi mỏng và nhẹ để cân với sức nặng ở đầu bong bóng. Cho nên khi đá cầu, múi nào ở trên đến lúc rơi xuống đất lại nguyên như cũ, không bao giờ chuyển khác. Lê Thánh Tông xử lý nạn cường hào. Từ khi chế độ phong kiến đi vào ổn định và phát triển, nhất là ở thời kỳ đầu của nhà Hậu Lê, bộ máy quản lý tại xã thôn đã được hình thành rõ nét với những quy định cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực của bộ máy quản lý cấp cơ sở, đã nảy sinh một bộ phận những kẻ có quyền thế lợi dụng địa vị của mình để đè nén, áp bức nông dân cả một vùng. Chúng câu kết với một số địa chủ nhằm lũng đoạn toàn bộ đời sống làng xã. Tình trạng này nghiêm trọng nhất ở giai đoạn chính quyền phong kiến suy thoái.
Trong sách Lịch Triều Hiến Chương Ngoại Trí đã viết: cái họa quan lại là một, cái họa cường hào là hai. Chúng làm cho vợ con người ta thành quá bụa, con người ta thành mồ côi. Thời suy thoái đã vậy, nhưng ngay cả khi chế độ phong kiến phát triển cực thịnh thì nạn cường hào vẫn hoành hành, khiến triều đình lo lắng. Lê Thánh Tông chính là vị vua đầu tiên tìm cách hạn chế tình trạng xấu này. Theo sách Thiên Nam Sư Hạ Tập, vua đã dặn rằng: nếu cậy chức quyền, âm mưu kiếm lời, những lo đơn độc mưu gian chẳng thành, mà lôi kéo bè đảng, làm hại người, làm cho phong tục đổi bại, nếu ai vi phạm vào điều này thì cho phép người biết rõ nộp đơn tố cáo. Nếu tội nhẹ thì phạt trường, tội nặng thì bị biếm. Nếu xã trường làm việc không đúng pháp luật cũng cho phép chọn cử người khác. Tháng 11 năm Tân Mão năm 1471, Lê Thánh Tông lệnh cho các quan ở Thừa Tuyên Sơn Nam đi tra xét tình hình tại các phủ, huyện, xã, nhất tấu tình về tình trạng cường hào thao túng, suối dục kiện tụng, phong tục kiêu bạc, dân sinh đau khổ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngày 14 tháng 11 năm Ất Tỵ năm 1485, vua ban lệnh: nếu các cường hào cậy thế đánh người bị thương, chiếm đoạt ruộng đất tài sản, cày phá phần mộ của người khác từ 3 lần trở lên thì rõ ràng là cường hào lộng hành, thì phải trừng trị và nghị tội theo luật. Thiên Nam Dư Hạ Tập. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi đây là nạn cường hào hoành hành và cho biết: vua ban lệnh trên theo lời tâu của Tả Đô Đốc Trung Quân Phủ Tước Kinh Dương Bá Lê Quyền. Lê Thần Tông lấy đỗ vị tiến sĩ cao tuổi nhất lịch sử khoa cử. Lịch sử khoa cử nho học nước ta trải qua 844 năm, từ năm 1075 đến năm 1919. Trong khoảng thời gian đó, các triều đại phong kiến đã mở được 185 khoa thi, lấy đỗ 2898 đại khoa, và người trở thành tiến sĩ cao tuổi nhất là Quách Đồng Dần. Khoa thi mà Quách Đồng Dần ứng thí được Lê Thần Tông mở trong thời kỳ làm vua lần thứ nhất của mình, từ năm 1619 đến năm 1643. Khoa thi này vua chỉ lấy 5 người đỗ tiến sĩ, và ông cũng không biết rằng một trong số đó là tiến sĩ cao tuổi nhất lịch sử. Quách Đồng Dần quê ở xã Phù Khê, huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, nay thuộc xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Dù tuổi đã già, gia cảnh gặp nhiều khó khăn mà vẫn không chịu rời đèn sách kinh sử. Cuối cùng, những nỗ lực không ngừng của ông đã được đáp lại. Khoa thi năm Giáp Tuất, niên hiệu Đức Long thứ 6, năm 1634, ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khi đó đã 68 tuổi, tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Tại lễ vinh quy, Quách Đồng Dần có làm bài thơ tự thuật, trong đó có câu: lễ đăng cao đệ thế xưng kỳ, Nam quốc toàn chi lão bất suy. Nghĩa là người khen tuổi lão đỗ cao, biết cho tuổi lão nhưng nào có suy. Sau khi đỗ, Quách Đồng Dần được vua cho giữ chức tri huyện, rồi làm quan đến chức hữu thị lang bộ lễ, tả thị lang bộ lễ, rồi về chí sĩ. Ông mất năm Canh Dần năm 1650 tại quê nhà, thọ 83 tuổi. Vua Lê Thần Tông thương tiếc đã ban tên thủy cho ông là Phúc Giang và sai người về tế lễ. Lê Gia Tông, vị hoàng đế yểu mệnh nhất. Vị hoàng đế có tuổi thọ ngắn nhất trong số các đế vương nước Việt là Lê Gia Tông. Vua tên thật là Lê Duy Cối, còn có tên khác là Lê Duy Khoái, sinh năm Tân Sửu năm 1661, là con thứ của Lê Thần Tông, mẹ là Lê Thị Ngọc Hoàn. Sau khi Lê Huyền Tông mất, không có con nối, chúa Trịnh Tạc cùng triều thần lập em vua là Lê Duy Cối lên ngôi vào ngày 19 tháng 11 năm Tân Hợi năm 1671, khi mới 10 tuổi. Đến ngày 3 tháng 4 năm Ất Mão năm 1675, Lê Gia Tông bị bệnh mất, thọ 14 tuổi, ở ngôi 4 năm, từ năm 1671 đến năm 1675. Sử đánh giá về vua như sau: vua tướng mạo anh vĩ, tính thời khoan hòa, có đức độ của người làm vua. Tiếc rằng ở ngôi không lâu chưa thấy sự nghiệp gì. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tháng 6 năm đó,
triều đình làm lễ rước linh cữu Lê Gia Tông về an táng tại quê mẹ ở xã Phúc Lộc, huyện Thụy Nguyên, xứ Thanh Hoa, nay là Thanh Hóa, và xây lăng gọi là Lăng Phúc An. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chúa Trịnh cùng vợ con và triều thần đến làm lễ viếng, khóc rất thương xót. Các quan văn võ trông thấy đều chảy nước mắt. Lê Hy Tông sai làm sen nước để tưới ruộng cho dân. Là quốc gia nông nghiệp trồng lúa nước là chủ yếu, nên việc tưới tiêu cho ruộng đồng không chỉ là mối quan tâm lớn của người nông dân, mà được cả các vị quân vương nước Việt đặc biệt chú trọng, bởi nông nghiệp là ngành sản xuất chủ đạo của quốc gia. Phi nông bất ổn, không có nông nghiệp thì xã hội không ổn định. Để giảm bớt sự khó nhọc cho nhà nông, tạo thuận lợi hơn trong hoạt động mùa màng, nhất là trong hoàn cảnh hạn hán ở nhiều nơi trong cả nước, nên tháng 10 năm Đinh Mão năm 1687, vua Lê Hy Tông đã sai làm ra một loại phương tiện tưới tiêu gọi là xe nước. Sử sách chép rằng mùa đông tháng 10 không mưa, triều đình sai các quan ở kinh đô đi về các đạo xem xét địa thế, làm xe nước để tưới ruộng, khám những ruộng lúa bị thiệt hại, bàn việc khoan xá, bởi năm đó lúa má thu hoạch ít, giá gạo tăng vọt. Đại Việt Sử Ký tục biên: không rõ xe nước ban đầu được chế tạo như thế nào, có hình dạng ra sao, nhưng có lẽ cũng không khác mấy so với xe nước vẫn còn được sử dụng tại nhiều vùng nông thôn miền núi ở nước ta, như vùng Tây Bắc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Xe nước thường được dựng ở các khe nước sông nhỏ, được làm chủ yếu bằng tre, gỗ, làm trục, giá đỡ, máng, và dựa vào sức đẩy của nước để quay tròn những bánh xe. Trên những bánh xe có gắn nhiều ống có độ nghiêng thích hợp. Bánh xe quay múc nước vào ống rồi đổ vào hệ thống máng nước, từ máng nước theo mương nước để chảy vào đồng ruộng. Tùy theo cường độ và lưu lượng của dòng nước mạnh hay nhẹ và nhu cầu nước cung cấp cho ruộng đồng mà người ta làm xe nước có nhiều hay ít bánh xe, ống nước. Vua Khải Định đặc biệt phấn khởi với chiếc tàu thủy do Bạch Thái Bưởi đầu tư làm, với chất lượng không thua kém tàu thủy châu Âu. Nước Nam vốn kém trong ngành máy móc kỹ xảo, vì thế vua đã phong hàm tước cho ông Bưởi để nêu gương và khích lệ người dân. Trần Nghệ Tông lập em trai làm thái tử. Trần Nghệ Tông tên thật là Trần Phù, là vị hoàng đế thứ 9 của triều Trần. Ông vốn không có ý muốn làm vua mà chỉ thích sống an nhàn. Bấy giờ các hoàng thân nhà Trần căm tức việc Dương Nhật Lễ giết thái hậu, cầm quyền chính mà rượu chè hoang dâm, hàng ngày chỉ vui chơi, thích chơi các trò. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: nên đã cùng nhau hợp quân thảo phạt. Khi đó cung Định Vương Trần Phù vì có con gái làm hoàng hậu của Dương Nhật Lễ, sợ bị vạ lây bèn trốn tránh lên trấn Đà Giang. Em gái ông là công chúa Thiên Ninh biết được mới trách rằng: thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại bỏ cho người khác? Tôi nên hành động đi, tôi đem bọn gia nô theo sẽ dẹp yên được. Sau đó công chúa Thiên Ninh cùng một người em khác của cung Định Vương Trần Phù là cung Tuyên Vương Trần Kính và các hoàng thân khác họp quân ở sông Đại Lại, phủ Thanh Hóa, tôn Trần Phù làm minh chủ. Ngày 15 tháng 11 năm Canh Tuất năm 1370, khi đến phủ Kiến Hưng nay thuộc Nam Định thì tôn lên làm hoàng đế, rồi tiến về Thăng Long phế truất giết chết Dương Nhật Lễ. Cũng bởi không thích làm vua nên Trần Phù tức Trần Nghệ Tông chỉ ở trên ngai vàng 2 năm, từ năm 1370 đến năm 1372 thì nhường ngôi để làm Thái Thượng Hoàng. Trước đó, vào tháng 4 năm Tân Hợi năm 1371, Trần Nghệ Tông lập em trai là Trần Kính làm Hoàng Thái Tử, làm tập sách Hoàng Huấn gồm 14 chương để ban cho, lại phong vợ cả của Hoàng Thái Tử làm Hoàng Thái Tử Phi. Chuyện một vị vua lập em trai làm Thái Tử khá đặc biệt, vì thường chỉ có lập con, lập cháu mà thôi. Lý do là bởi khi Nghệ Tông chưa làm vua, còn đi lánh nạn, thì việc tôn ông làm minh chủ, việc chỉ huy quân lính, tập hợp lực lượng, chuẩn bị lương thảo, khí giới để đánh Dương Nhật Lễ đều cho em ông là Trần Kính phụ trách, cho nên Nghệ Tông đem ngôi nhường cho. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư:
Lê Thánh Tông cấm mang vào hoàng cung dù chỉ là một cái kim. Để đảm bảo sự an toàn đặc biệt cho hoàng cung, tránh những nguy cơ đe dọa đến vua và hoàng tộc, nên vào ngày 28 tháng 8 năm Giáp Dần năm 1434, vua Lê Thánh Tông đã ban lệnh chỉ cho các tướng hiệu, quân nhân, nữ nhân, nội nhân giữ các cửa hoàng thành và cung cấm rằng: từ nay về sau, nếu có cung nhân ở các điện và đại thần tổng quản hành khiển cùng bọn nữ quan vào chầu, khi đến cửa cấm thì người coi cửa phải chuyển tâu trước, đợi có sắc chỉ mới được vào. Đàn bà không có phẩm tước đều không được cho vào. Nội nhân, nữ quan, nô tỳ ở các điện nếu không có việc gì không lui tới các điện khác. Nếu người canh cửa không cẩn thận lấy tình riêng dung túng cho vào bậy, cùng là người nào mang các thứ đồ sắt từ một cái kim trở lên vào trong cung cấm mà không chuyển tâu trước thì phải chiếu luật trị tội. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Vua Lê Trang Tông lên ngôi ở Lào. Vị vua duy nhất lên ngôi ở nước ngoài này là Lê Trang Tông, từ năm 1533 đến năm 1548. Ông tên thật là Lê Ninh, còn có tên khác là Lê Huyến, là vị hoàng đế đầu tiên của triều Lê Trung Hưng. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, giết hai vua Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoàng, một viên quan trung thành là Lê Quán đã đưa con của Lê Chiêu Tông là Lê Ninh đi trốn. Sau đó tướng Nguyễn Kim tìm được, đưa sang đất Ai Lao, nước Lào ngày nay, tôn làm vua vào tháng Giêng năm Quý Tỵ năm 1533, mở đầu thời kỳ hỗn chiến Lê Mạc Nam Bắc Triều. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép ngắn gọn sự kiện lên ngôi của Lê Trang Tông ở nước ngoài như sau: vua là con của Chiêu Tông, cháu xa đời của Thánh Tông, mẹ là Phạm Thị, tên húy là Ngọc Quỳnh, người sách Cao Trĩ, huyện Thụy Nguyên. Khi Đăng Dung cướp ngôi tím hiệu, vua tránh về Thanh Hóa. Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim sai người dò tìm, đón vua sang nước Ai Lao tôn lập. Trong sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của triều Nguyễn viết về việc Nguyễn Kim lập vua Lê Trang Tông ở Ai Lao với nhiều nội dung hơn. Trước kia, khi Đăng Dung thí nghịch và tím ngôi, triệu Tổ Tĩnh hoàng đế ta, tức Nguyễn Kim, tác giả, lánh nạn sang ở tại châu Sầm Nưa thuộc Ai Lao, chiêu tập những người trung dũng. Đầu tiên dựng lá cờ nghĩa, quyết chí diệt Mạc để khôi phục nhà Lê, bèn tìm khắp mọi nơi kiếm lấy cho cháu họ Lê, thì tìm được con nhỏ của Chiêu Tông là Ninh, lập làm vua lên ngôi ở Ai Lao, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa. Từ đó hội gió mây lôi cuốn, tiếng chính nghĩa lẫy lừng, quân chảy đến đâu chẳng ai là không hưởng ứng. Công nghiệp trung hưng nhà Lê thực bắt đầu từ đấy. Lê Dụ Tông thay đổi cách ra đề, trừ bỏ tiêu cực trường thi. Thời Lê Trung Hưng về cơ bản vẫn kế tục nền giáo dục thi cử như thời Lê Sơ, nhưng việc tổ chức thi không còn giữ được sự nghiêm túc, dẫn đến tình trạng các học giả chỉ chuộng nắn nót từng câu, văn chương ngày càng kém cỏi, chỉ học thuộc lòng rồi theo đúng sách viết ra. Thơ Phú Tứ Lục đều chép theo bài cũ, không sợ giống nhau. Lịch triều hiến chương loại trí. Bấy giờ các quan trường thường dùng lại các đề có sẵn của các lần trước, không thay đổi gì. Vì vậy có nhiều người làm bài sẵn mang bán để nho sinh học cuộc, thậm chí làm thành tài liệu đem vào trường thi sao chép. Các quan chủ khảo cứ chấm theo đó để lấy đỗ, kết quả không chọn được người thi có thực tài. Chính vì vậy vào tháng 10 năm Tân Mão năm 1711, Lê Dụ Tông đã tìm cách bài trừ tình trạng này bằng quy định mới. Sử chép rằng, theo lệ cũ, quan chấm thi nghĩ soạn sẵn, đề thi thường lấy trong tứ thư và sử. Về thể văn tứ lục không quá 10 bài, về thể phú không quá 4-5 bài, đều làm thành đề thi, không có sự thay đổi gì, gọi là sách mẫu sư thư. Học giả, nhiều kẻ soạn thành phiếu tóm tắt, thiếp quát, rồi chuyển cho nhau để bán chác. Sĩ tử đi thi đua nhau tìm mua, học thuộc thể văn để lén đưa vào trường thi, y theo thế mà chép ra. Quan chấm thi cứ tùy theo bài văn mà chọn lấy đỗ, không kể trùng lặp gì. Cho nên việc lén đem văn vào trường hay nhờ người làm thay, tuy có lệnh cấm nghiêm ngặt nhưng vẫn xảy ra, mà những người trúng tuyển đại loại là hạng không có thực tài.
Đến khoa này, triều đình mới ra lệnh cho các quan chấm thi không được noi theo lệ cũ, thói xấu ở trường thi nhờ thế dần dần được sửa đổi. Đại Việt Sử Ký tục biên. Gia Long đặt điểm trợ cấp cho người nghèo, kẻ ăn xin. Nhận thấy đất Bắc Hà nay là miền Bắc Việt Nam, theo bản tấu trình của các quan chấn nhậm tâu về, cho biết còn nhiều người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực cần phải giúp đỡ. Vua Gia Long đã ngay lập tức thiết lập các điểm trợ cấp các đối tượng này. Theo sách Quốc Sử Di Biên, vào tháng 12 năm Nhâm Thân năm 1812, vua Gia Long cho đặt điếm đoàn đầu ở chợ Đông của Bắc Thành, Hà Nội ngày nay, tác giả, làm điểm cấp dưỡng những kẻ ăn xin ở các trấn, lại ban tiền kẽm ân tuất cho các phủ huyện mỗi nơi 50 quan. Hễ lữ khách đi qua bị bệnh hoặc chết thì lấy tiền ấy cấp cho. Cứ cuối năm làm sổ sách tâu lên, cấp cho điếm đoàn đầu mỗi tháng một phương gạo, một quan tiền. Khải Định phong hàm tước cho ông vua Đường Thủy Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi, một thương nhân, một nhà tư sản dân tộc, được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ vì ông đã khẳng định doanh tài nước Việt, từ hai bàn tay trắng vươn lên thành một doanh nhân kiệt xuất, là một trong tứ đại gia giàu có nhất Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tiếng tăm của ông khiến vua Khải Định cũng phải khâm phục. Vào tháng 11 năm Canh Thân năm 1920, trong một lần bàn việc với các quan bộ lại, vua Khải Định than phiền về sự lạc hậu kém cỏi của đất nước trong ngành máy móc kỹ xảo, nên việc gì cũng chỉ làm theo sau các nước. Bấy giờ nghe tin về thành công của Bạch Thái Bưởi, vua lấy làm mừng rỡ, cho là việc cần khen thưởng để khuyến khích, nên truyền bảo như sau: xem như việc Bạch Thái Bưởi ở Bắc Kỳ mới chế tạo được chiếc tàu thủy gọi là Bình Chuẩn rất khéo, tốt không thua kém gì công nghệ bên châu Âu. Chiếc tàu này là do tay thợ nổi tiếng Nguyễn Văn Phúc làm ra, cả chủ và thợ đều là người Nam cả. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, khi chấm tới thăm quý toàn quyền và tham quan tàu chiến ở Đà Nẵng, thì vừa gặp lúc tàu này cũng vừa cập bến vào cảng, nên có may mắn được ngắm xem. Quả nhiên tàu ấy là do chủ ta, thợ ta đồng lòng hợp sức mà chế tạo ra. Nước ta vốn dĩ của ít thợ vùng, nếu không có Bưởi dám bỏ tiền ra thì đâu có việc cho Phúc thi thố. Mà không có tài khéo của Phúc thì tiền của Bưởi cũng thành uổng phí mà thôi. Hai người này đã nêu cao tấm gương về sự tiến bộ văn minh cho người nước ta mai sau soi vào. Vậy truyền chuẩn thưởng trao cho Bạch Thái Bưởi hàm Hàn Lâm Viện thị độc, Nguyễn Văn Phúc hàm Hàn Lâm Viện kiểm thảo, để hai người được đội ơn mà càng thêm khích lệ phấn đấu hơn nữa. Khải Định chính yếu. Nếu xét theo thứ bậc hàm cấp trong quan chế phong kiến thì hai hàm này thuộc bên văn giai, tức bên quan văn. Theo đó, hàm Hàn Lâm Viện thị độc của Bạch Thái Bưởi thuộc chánh ngũ phẩm, còn Hàn Lâm Viện kiểm thảo của Nguyễn Văn Phúc thuộc tòng thất phẩm. Quân nhà Lê Trung Hưng đánh dẹp các tàn dư của nhà Mạc, mà lực lượng mạnh nhất là của Mạc Kính Cung. Mạc Kính Khoan thế lực nhỏ, không được để ý nên tự xưng vua. Nhưng do hoàn cảnh thiếu thốn nên nơi thiết triều của ông vua này chỉ là một ngôi điện lợp mái tranh sơ sài. Trần Anh Tông nằm mộng thấy Lý Chiêu Hoàng. Chuyện kể rằng một lần vua Trần Anh Tông đi kinh lý vùng Dâu, đã đến làng Giao Tự, tên nôm là làng Chè, thuộc Tổng Kim Sơn, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc, nay thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đêm đó ông nằm mộng thấy bà Lý Chiêu Hoàng hiện về. Sáng hôm sau vua thức giấc, đã triệu dân làng đến kể lại giấc mộng của mình và ban cho dân làng 5 thỏi vàng, 5 nén bạc và truyền cho dân làng lập miếu thờ bà Lý Chiêu Hoàng. Sau này dân tu bổ mở rộng miếu thành đình, tôn Lý Chiêu Hoàng làm thành hoàng làng Giao Tự. Một thuyết khác thì cho rằng ngôi đình Giao Tự đã có trước đời Trần Anh Tông. Vào thời ông trị nước, quân Nguyên xâm lược nước ta, vua chỉ huy 5 vạn quân tiến đánh giặc, qua làng Giao Tự dừng chân nghỉ lại. Đêm vua ngủ nằm mơ thấy thành hoàng làng xưng tự hiệu là Phật Kim, xin phù giúp nước lập công, nên ông đã ban cho dân vàng bạc để tu bổ đền thờ,
phong thành hoàng là Phật Kim Thượng Hoàng Thái Hậu, linh ứng phụ quốc, hiến hữu khang nhân chi thần. Lê Thánh Tông quy định cách xưng hô theo danh hiệu. Để tránh việc xưng hô lộn xộn không thống nhất giữa các danh hiệu quan chức, nên vào ngày 28 tháng 4 năm Đinh Mùi năm 1487, vua Lê Thánh Tông nhắc rõ lệnh về xưng hô danh hiệu. Như thân vương thì người dưới xưng là điện hạ, tự thân vương xưng là phủ hạ, công hầu bá phò mã và nhất nhị phẩm thì xưng là các hạ, nhị phẩm tam phẩm xưng là môn hạ, tứ ngũ lục phẩm xưng là đại nhân, thất bát cửu phẩm xưng là quan trường. Kẻ nào còn dám xưng hô tiếm vượt như trước thì người gọi và người nhận đều phải đánh 5 roi, phạt 5 quan tiền. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thời Lê Trang Tông đã nhập khẩu đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan là loại đậu hạt tròn thuộc chi đậu Hà Lan, được dùng làm rau ăn, trồng theo vụ vào mùa có khí hậu mát mẻ tại nhiều nơi trên thế giới. Có lẽ ít người biết rằng loại đậu này được du nhập vào nước ta từ thời nội chiến Nam Bắc Triều giữa nhà Lê Trung Hưng và nhà Mạc. Loại đậu Hà Lan cùng một số mặt hàng khác được người Hà Lan lần đầu tiên đem đến buôn bán ở nước ta. Ban đầu là ở phía Nam thuộc địa bàn quản lý của vua Lê Trang Tông vào năm Quý Tỵ, niên hiệu Nguyên Hòa thứ nhất năm 1533. Triều đình từ vua Lê cho đến quan lại dân chúng đều ưa thích các mặt hàng Tây phương này, nên tạo điều kiện cho việc kinh doanh cho người Hà Lan, khi đó dân ta quen gọi là Hòa Lan. Sau đó, người Hà Lan lại đem hàng hóa ra cả miền Bắc, đến vùng Sơn Nam, nay thuộc địa phận Thái Bình, Nam Định, là địa bàn quản lý của nhà Mạc để buôn bán. Chính từ các hoạt động này mà giống đậu Hà Lan đã được nhập khẩu vào nước ta. Sách Lê Triều Giã Sử cho biết cụ thể như sau. Năm đầu niên hiệu Nguyên Hòa, người nước Hòa Lan ở Tây Dương còn gọi là Hòa Lang, từ sở hội thương ở Ma Lục Giáp, Tân Java, nay thuộc Malacca của Malaysia và Singapore, tác giả, đến gia đình xin thông thương mua bán hàng hóa, xin chịu nộp thuế. Lại từ gia đình vượt thuyền đến Vạn Lai Triều ở trấn Sơn Nam cư trú, mở chợ buôn bán. Các thứ hàng quần áo nhung vải rất tinh xảo, giá cũng rất đắt nhưng được người trong nước ưa chuộng. Tương truyền nước ấy có một giống đậu vị béo ngọt, nhỏ như lá tre, màu xanh mượt, hạt như đậu trắng. Người nước ta chọn được giống ấy, phần nhiều gieo trồng, nhân đó gọi là đậu Hòa Lan, có lẽ lấy tên nước đặt cho nó. Mạc Kính Khoan thiết triều trong cung điện tranh tre nứa lá. Mạc Kính Khoan là một trong những vua của nhà Mạc thời suy tàn, ở ngôi 15 năm từ năm 1623 đến năm 1638, đặt niên hiệu là Long Thái. Bấy giờ quân nhà Lê Trung Hưng đang tập trung đánh dẹp các tàn dư của nhà Mạc, mà lực lượng mạnh nhất do Mạc Kính Cung chỉ huy nên chưa chú ý đến các thế lực nhỏ như của Mạc Kính Khoan. Vì thế nhân cơ hội đó, Kính Khoan tự lập làm vua. Do hoàn cảnh thiếu thốn nên nơi thiết triều của ông vua này không quy mô đẹp đẽ, mà chỉ là một ngôi điện đơn giản mái lợp bằng lá tranh mà thôi. Sách Đại Việt Thông Sử ghi rằng riêng có Kính Khoan trước sau vẫn giữ vùng đất riêng, chưa từng dám ló ra. Khi quan quân kéo đến thì giải tán vào núi, giấu kín tung tích. Khi quan quân rút đi thì lại ra dồn tụ. Triều đình cũng thấy nó suy yếu, không đáng lo lắm, chỉ chú ý tới Kính Cung. Do đó y được trộm sống trong vùng thảo giã trải hơn 20 năm rồi mới lên Cao Bằng tiếm hiệu là Long Thái, lập điện ngụy bằng tranh lá ở xã Vô Toàn. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.